Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân, Lý Dục Thần. Tập 57. Người phụ nữ này đã bị bọn họ hạ cổ từ trước. Cô ta là người của cậu, để cô ta chia bài thì cậu sẽ không nghi ngờ. Lúc cô ta chia bài, người run rẩy, đổ mồ hôi, vẻ mặt hốt hoảng, cậu cũng sẽ chỉ cho rằng cô ta sợ hãi, bởi vì nghề của cô ta không phải là chia bài, hơn nữa cô ta còn vừa mới mắc lỗi. Thực ra, lý do là bởi trên người cô ta có cổ, cô ta bị người ta khống chế. Thái Hòa Trung nói xong, đột nhiên để chân bên dưới eo của Dương Lỵ, hất cô ta lên, một tay đỡ lưng cô ta, tay kia vỗ vào bụng. Dương Lỵ khom lưng, mở miệng, uệ một tiếng, nôn ra một đống đồ nôn, một chiếc bóng mờ ảo bay lên, nhanh chóng phi về phía cửa sổ. Thái Hòa Trung vung tay lên, một lá bài poker bay ra, phập một tiếng, cắm vào tường. Bên dưới lá bài có ghim một con côn trùng vẫn còn đang vặn vẹo. Đi, cha Na Lệ kéo Mã Sơn chạy vội ra cửa. Thái Hòa Trung không ngăn cản, chỉ lạnh lùng nhìn bọn họ. Bọn họ mới vừa chạy ra đến cửa đã dừng khựng lại. Bởi vì bên ngoài cửa đứng đầy người. Hai người cầm đầu có khí thế rất mạnh, không thua gì Thái Hòa Trung. Mã Sơn mắng, đù, sao lại có hai cao thủ cấp bậc tông sư? Hai cao thủ đứng giạt qua một bên nhường đường, một ông lão chống gậy, được Hà Quảng Chí đỡ, đi lại đây. Hứa Chí Thắng và nhân viên vốn có mặt trong phòng trông thấy người tới đều cung kính khom lưng cúi đầu, hô, chào cụ. Cha Na Lệ nói nhỏ vào tai Mã Sơn, ông ấy chính là vua sòng bài Hà Gia Sương. Mã Sơn ngẩn người. Không phải nói rất khó gặp vua sòng bài hay sao? Vốn anh ta nghĩ rằng mình thắng được hai ván lớn. Ép được Thái Hòa Trung lộ diện là đã mở đường cho Lý Dục Thần xong. Giờ thì hay rồi, trực tiếp ép vua sòng bài tới đây. Mới chỉ 5 tỷ thôi mà, vua sòng bài này không khỏi quá mất giá. Mã Sơn biết hiện tại đã phiền phức to rồi. Hai tông sư, cộng thêm Thái Hòa Trung, muốn chạy trốn cũng không thể thoát được. Anh ta nói nhỏ vào tai cha Na Lệ, lát nữa anh dụ bọn họ, em chạy đi nhé. Cha Na Lệ nói, không được, muốn đi thì đi cùng nhau. Mã Sơn nói, hai người thì không thể cùng thoát thân được. Em đi trước đi, nếu anh chết thì năm sau em thắp cho anh nén hương trước mộ là được. Không hiểu sao, cha Na Lệ lại thấy cảm động, ngoài mặt lạnh lùng, trong lòng lại ấm áp. Không được, chuyện này là hai người chúng ta cùng làm, tôi sẽ không bỏ anh lại để đi trước. Mã Sơn nắm chặt tay cha Na Lệ, vậy cũng tốt. Tuy sống không thể ngủ cùng giường nhưng chết có thể nằm chung huyệt. Cha Na Lệ nghe thấy là lạ nhưng đã là lúc này rồi, cô ta cũng không so đo với Mã Sơn làm gì. Mã Sơn lại thở dài bảo, ôi, đáng tiếc. Tiếc gì? Tiếc tấm thẻ phòng kia, phòng đại đô hội đó. Cút! Cha Na Lệ hất tay Mã Sơn ra. Hà Gia Sương chống gậy lại gần bọn họ, quan sát mấy lượt, không nói gì. Được Hà Quảng Chí dìu lại chỗ ghế sofa, ngồi xuống. Hai vệ sĩ cấp độ tông sư đứng ở cửa chính, một người đứng hơi trách về bên trái giữa Mã Sơn và Hà Gia Sương. Bởi vậy, Mã Sơn và cha Na Lệ không thể tông cửa xông ra, cũng không thể tấn công Hà Gia Sương để bắt giặc bắt vua trước. Thái Hòa Trung chắp tay sau lưng, từ đầu đến cuối vẫn luôn đứng cạnh bàn chơi bài. Cuối cùng, Hà Gia Sương lên tiếng, tôi đã biết chuyện ở đây rồi. Thuật bài bịp và cổ thuật đều cực kỳ đặc sắc. Hà Gia Sương tôi lăn lộn trong giới bài bạc này mấy chục năm, đã gặp vô số ván bài nổi tiếng của vua sòng bài, vua bài bịp trên thế giới, ván này của các cậu xứng đáng lọt vào top 10. Ông ta tiếp tục quan sát bọn họ mấy lượt từ đầu tới chân. Các cậu còn trẻ như vậy đã có bản lĩnh này rồi, làm gì mà chẳng nên cơ nghiệp. Tại sao lại tiếp tay cho người phương Tây? Tiếp tay cho người phương Tây gì cơ, Mã Sơn ngẩn người. Hà Gia Sương cười to, mảnh đất Hào Giang này là do tôi một tay gây dựng nên. Tôi tốn mấy chục năm tâm huyết mới đưa nơi này vượt qua được thánh địa Las Vegas. Trước đây, tôi từng xin phương Tây rót vốn đầu tư nhưng không một ai đồng ý, bọn họ chê Hào Giang quá nhỏ. Giờ Hào Giang phát triển tốt thì ai ai cũng muốn tới hái trái ngọt, hừ. Làm gì có chuyện dễ như vậy? Gần đây... Ngân Sa làm nhiều chuyện như vậy, luôn luôn nhằm vào tôi, muốn nuốt chửng Bác Hào của tôi, tưởng tôi không biết ư. Các cậu tới đây kiếm chuyện vào lúc này,
cậu nói cậu không phải người của phương Tây, cậu nghĩ tôi tin không? Mã Sơn càng nghe càng hồ đồ, cả giận nói, các ông đấu đá thế nào chẳng liên quan chó gì tôi hết. Nói cho ông biết, ông đây là ông đây, chẳng phải người của phương Tây phương Nam gì hết, ông đây là người Hoa. Người trong sòng bạc thấy Mã Sơn ngang tàng như thế, người nào người nấy đều hết sức phẫn nộ, lửa giận trong mắt như muốn đốt cháy Mã Sơn. Nhưng Mã Sơn không hề sợ hãi, vẫn trợn trừng mắt nhìn Hà Gia Sương. Điều này khiến Hà Gia Sương không khỏi bất ngờ. Hà Quảng Chí nói, Mã Sơn, anh nghĩ anh là ai? Anh có biết anh đang nói chuyện với ai không? Mã Sơn cười khẩy, tôi biết, vua sòng bài chứ ai? Có điều ông đây cứ nói vậy đấy, có là vua gì đi chăng nữa cũng không thể cấm ông đây nói. Hà Quảng Chí nghe vậy, giận tím mặt, sắp sửa nổi giận thì lại bị vua sòng bài Hà Gia Sương ngăn lại. Hà Gia Sương khoát tay nói, thôi, người trẻ tuổi có ngông cuồng một chút cũng chẳng sao. Nếu như không phải người của phương Tây thì tôi có thể bỏ qua cho cậu nhưng cậu chơi ăn gian trong sòng bài của tôi, bị bắt quả tang. Theo quy định, các cậu phải để một cánh tay lại mới được đi. Mã Sơn chẳng buồn nhíu mày lấy một lần, đi tới chỗ bàn chơi bài, đặt một cánh tay lên mặt bàn, nói, chỉ là một cánh tay thôi mà, nào, chặt đi. Hà Gia Sương sững sờ, bất giác lộ vẻ tán thưởng. Hà Quảng Chí chỉ vào cha Na Lệ, cả cô ta nữa. Mã Sơn giận dữ, mắng, nói vớ vẩn, vừa rồi vừa nói là để lại một tay, vậy thì để lại tay của tôi là được. Sao nào, vua sòng bài tính nuốt lời, mồm toàn là cất đúng không? Hà Gia Sương cười to, ha ha ha, chàng trai trẻ, lâu lắm rồi tôi không gặp được người như cậu. Cậu thực sự rất hợp tính tôi, rất giống tôi hồi trẻ. Thế này nhé, tôi cho cậu một cơ hội, đến Hào Giang làm việc cho tôi. Chẳng những tôi không chặt tay cậu mà còn đưa 5 tỷ các cậu thắng được cho các cậu, thế nào? Nếu tôi không đồng ý thì sao? Vậy thì tôi không còn cách nào khác, đành phải làm theo quy định thôi. Cậu đừng hạnh hoẹ lời tôi nói, hai người các cậu đều chơi ăn gian, cả hai đều phải để tay lại đây. Đây là quy định. Hà Gia Sương nói xong, lẳng lặng nhìn Mã Sơn. Mã Sơn quay đầu nhìn cha Na Lệ, cắn răng, đặt nốt cánh tay còn lại lên bàn. Để cô ấy đi đi, chặt hai tay của tôi, vậy được rồi chứ. Mã Sơn. Cha Na Lệ chạy tới, kéo một cánh tay của Mã Sơn ra khỏi mặt bàn, rồi tự xắn tay áo, để tay mình xuống bàn. Ai cần anh chịu phạt thay tôi? Anh nghĩ anh là ai? Mã Sơn kéo tay áo của cha Na Lệ xuống, che khuất cánh tay trắng như ngó sen lại, cười bảo cô ta, tay của em đẹp hơn của anh, chặt đi thì tiếc lắm. Chặt của anh rồi thì sau này ăn cơm, em đút cho anh. Cha Na Lệ dưng dưng lệ, nói, tại sao tôi phải đút cho anh ăn, anh là gì của tôi chứ? Thấy hai người họ dây dưa nhường qua nhường lại, không hiểu sao trong lòng Hà Quảng Chí lại bốc lên lửa giận, anh ta cười gằn nói, đúng là một đôi uyên ương số khổ. Nếu anh Mã đã trọng tình nghĩa như thế thì sao chúng tôi có thể không giúp anh toại nguyện được? Các người còn đứng ngây ra đó làm gì, động thủ đi. Một vệ sĩ xách một con dao bầu tới, thân dao lóe lên ánh sáng lạnh dưới ánh đèn. Anh ta đặt dao lên trên cánh tay của Mã Sơn ướm thử một chút rồi vung dao lên. Mã Sơn bỗng nhiên la to, chờ chút. Mọi người đều cho là anh ta sợ. Hà Quảng Chí cười khẩy, sợ rồi à, còn tưởng là anh hùng cỡ nào, biết sợ sớm đi có phải là tốt không? Giờ quỳ xuống đất dập đầu thì chuyện này coi như cho qua. Sau này anh làm việc cho nhà họ Hà chúng ta coi như là người một nhà. Mã Sơn chẳng buồn để ý tới Hà Quảng Chí mà hỏi, chặt xong rồi tôi có thể mang cánh tay gãy về không? Mọi người đều sững sờ, không hiểu đã tới lúc này rồi, tại sao anh ta còn hỏi vấn đề này? Ngay cả cha Na Lệ cũng cảm thấy khó hiểu, rốt cuộc trong đầu người đàn ông này có chứa những gì vậy? Thái Hòa Trung nói, đương nhiên là được. Mã Sơn gật đầu, vậy là được rồi, chém đi. Thái độ của Mã Sơn khiến Hà Quảng Chí rất tức giận, anh ta cảm thấy mình bị làm nhục bèn hô to, chặt đi cho tôi. Vệ sĩ vung dao lên, đang định chém. Chợt nghe ngoài cửa có người nói, các người mở sòng bạc, thua cực thì đòi chém tay người ta, hóa ra cái danh vua sòng bài có được là nhờ vậy à. Mã Sơn nghe thấy giọng nói này, không khỏi vui mừng, biết rằng tay này không bị chặt nữa rồi.
Anh ta nhìn ra cửa, trông thấy Lý Dục Thần chắp hai tay sau lưng, nhàn nhã ung dung đi lại đây. Hà Gia Sương không tỏ thái độ gì ra mặt, chỉ có ánh mắt là lóe lên đôi chút ngạc nhiên. Còn Thái Hòa Trung thì cau chặt mày. Để đề phòng Mã Sơn và Cha Na Lệ chạy trốn, cũng là để đề phòng bọn họ và Ngân Sa nội ứng ngoại hợp, ông ta đã điều động một lượng lớn nhân thủ tới đây, bao vây nơi này ba vòng trong, ba vòng ngoài. Bọn họ không phải là bảo vệ thông thường mà là lực lượng tinh nhuệ nhất của Hào Giang, có thể coi là đội lính đánh thuê cỡ nhỏ. Hơn nữa, trong đó còn có một lượng lớn cao thủ võ đạo. Nhà họ Hà Hào Giang khác với những gia đình giàu có khác. Nhà họ Hà lập nghiệp bằng nghề bài bạc, không phải chuyện làm ăn yên bình, nếu như không có vệ sĩ cao thủ thì sao có thể giữ được gia nghiệp. Người trước mắt này làm thế nào lên được trên này? Mà quan trọng nhất là, khi anh đi lại đây, tư thế rất thoải mái, không có người nào ngoài cửa chặn anh lại, ngay cả tông sư canh cửa cũng đứng yên, không nhúc nhích, cứ thế trơ mắt nhìn anh đi vào đây. Trừ phi người này đã đạt tới cảnh giới võ hồn đại thành, đỉnh cao của võ đạo. Thế nhưng người trước mắt này trông chỉ mới khoảng 20, hơn nữa trên người không hề có một chút hơi thở võ đạo nào. Cậu là ai? Thái Hòa Trung bước lên trước hai bước, cầm hai lá bài trong tay, sẵn sàng ra tay bất kỳ lúc nào, để phòng đối phương làm vô sòng bài Hà Gia Sương bị thương. Hai vị tông sư kia cuối cùng cũng nhúc nhích, chuyển sang thế tấn công, áp sát Lý Dục Thần. Anh lại chẳng buồn nhìn bọn họ lấy một lần, đường hoàng đi thẳng tới chỗ Mã Sơn và Cha Na Lệ, nói, anh Mã Sơn, chị dâu, đã để hai người sợ hãi rồi. Cha Na Lệ đỏ mặt, giận mắng, đừng gọi bậy, ai là chị dâu của anh? Mã Sơn đứng cười hề hề, âm thầm giơ ngón tay cái lên khen, quả nhiên là anh em tốt. Lý Dục Thần quay người nhìn về phía vua sòng bài, ôm quyền, nói, ông Hà, tôi là Lý Dục Thần, tới từ Đại Lục. Hai người này là bạn tôi muốn đưa họ đi, không biết có tiện không? Lời anh nói nghe thì rất khách sáo nhưng ở trong mắt người khác thì thực ra lại là cực kỳ ngạo mạn. Vua sòng bài Hà Gia Sương là ai? Ông ta đã tung hoành trong giới bài bạc gần trăm năm, có thể nói, hơn phân nửa Hào Giang đều là của ông ta. Hà Quảng Chí nhớ tới chuyện xảy ra ở bữa tiệc ở Hương Giang. Lý Ngôn Thành nói nhà họ Lý ở Hương Giang là chi ngầm của nhà họ Lý ở thủ đô, còn công nhận Lý Dục Thần là cháu mình. Anh ta cúi người nói nhỏ vào tai Hà Gia Sương mấy câu. Hà Gia Sương gật đầu, mỉm cười, tôi biết cậu, Lý Dục Thần, gần đây tên tuổi cậu rất vang dội. Vừa rồi, ông Lý ở Hương Giang cũng có gọi điện cho tôi. Các cậu đang tìm Giang Long Huy đúng không? Nghe vậy, Thái Hòa Trung đứng bên cạnh hơi nhíu mày. Lý Dục Thần nói, đúng vậy, ông Hà có biết ông ta đang ở đâu không? Hà Gia Sương không trả lời thẳng, chỉ cười to, người khác có việc nhờ vả đều phải ăn nói tử tế, tặng quà cáp. Còn cậu muốn cầu cạnh tôi thì lại sai người tới phá chuyện làm ăn của tôi, giở trò ăn gian trong sòng bạc của tôi. Cậu nói xem, làm sao tôi có thể không nghi ngờ cậu là người do đối thủ của tôi phái tới đây? Lý Dục Thần nói, ông Hà là vua sòng bài Hào Giang, uy danh hiển hách, không làm vậy thì e là không gặp được ông. Hà Gia Sương cười nói, sao lại thế được, tôi cũng phải nể mặt ông Lý bên Hương Giang chứ. Lý Dục Thần lại nghiêm mặt nói, tôi là tôi, không cần phải dựa vào nể mặt người khác. Hà Gia Sương hơi sững sờ, nhìn Lý Dục Thần, bỗng cười phá lên. Tốt tốt tốt, thời nay trong lớp trẻ, ít có ai có khí phách như vậy. Không ngờ hôm nay tôi lại gặp được hai người. Tôi rất thích các cậu nhưng sòng bạc có quy định của sòng bạc. Chơi bài bịp bị bắt thì tối thiểu phải bị chặt một tay. Nếu như hôm nay không để tay hai người bạn này của cậu lại đây thì sòng bạc của nhà họ Hà tôi ở Hào Giang sẽ phải dẹp tiệm hết. Tôi biết, Lý Dục Thần nói, ông đã nói tới quy định của sòng bạc thì cứ làm theo quy định của sòng bạc đi. Chúng ta cược một ván, tôi thắng thì giữ tay lại cho bọn họ, được chứ? Hà Gia Sương không nói gì, nhìn về phía Thái Hòa Trung. Thái Hòa Trung mỉm cười, cậu Lý, chúng tôi mở sòng bạc, cậu muốn cược thì chúng tôi hoan nghênh thôi. Nhưng chuyện nào ra chuyện đó, gian lận bị chặt tay là luật thép của sòng bạc, cậu muốn cược thì tôi chơi với cậu nhưng cậu chỉ có thể đặt cược bằng thứ khác, không thể dùng tay của bọn họ để đặt cược. Hà Gia Sương khẽ nhíu mày. Ông ta vốn có ý để Thái Hòa Trung đánh cược với Lý Dục Thần. Thắng anh,
sau đó sẽ thu bọn họ về dưới trướng, trở thành người của mình. Nhưng Thái Hòa Trung trực tiếp từ chối đề nghị của Lý Dục Thần. Nếu như chặt tay Mã Sơn và cha Na Lệ thì sẽ đẩy Lý Dục Thần về phía đối địch. Đương nhiên Hà Gia Sương không sợ Lý Dục Thần, ông ta không hề biết Lý Dục Thần lợi hại đến đâu, tin đồn ở đại lục ông ta chỉ nghe được chút ít. Nhưng ông ta nhất định phải nể mặt Lý Ngôn Thành, Hương Giang là kênh tài chính quan trọng bậc nhất của Sòng Bạc Hào Giang, Sòng Bạc chỉ chấp nhận tiền mặt là đô la Hồng Kông, chip đánh bạc cũng dùng đô la Hồng Kông làm tiêu chuẩn chế tác. Hiện giờ, Bắc Hào và Ngân Sa đang đấu nhau căng thẳng. Phương Tây muốn nuốt chửng chuyện làm ăn của nhà họ Hà. Nếu như đắc tội với nhà họ Lý ở Hương Giang vào lúc này thì chẳng khác nào tự đào hố chôn mình. Mặt khác, Hà Gia Sương cũng đã biết thân phận của cha Na Lệ. Thế lực của nhà họ cha ở Nam Dương không yếu, huống chi sau lưng cha Na Lệ còn có thần nữ Đại Mã. Nhưng Hà Gia Sương lại không tiện trách cứ Thái Hòa Trung, bản thân lời Thái Hòa Trung nói không hề có vấn đề gì. Hơn nữa, Thái Hòa Trung là thuộc hạ đắc lực nhất của ông ta, có tiếng thơm là thiên vương châu Á. Nếu như ông ta tùy tiện bác bỏ lời Thái Hòa Trung nói, người khác nghe được sẽ thành trò cười. Vì vậy Hà Gia Sương không nói gì nhiều. Khi Lý Dục Thần nghe thấy Thái Hòa Trung nói như vậy thì anh biết hôm nay muốn hiền lành cũng không được, ánh mắt sắc bén, nói, xem ra các người không muốn chừa cho tôi mặt mũi rồi. Thái Hòa Trung cười lạnh nói, mặt mũi của cậu lớn lắm sao? Mã Sơn vô cùng tức giận, định bước tới liều mạng nhưng đã bị cha Na Lệ giữ lại. Ánh mắt Lý Dục Thần chuyển từ Thái Hòa Trung qua Hà Gia Sương, sau đó quét qua khuôn mặt của mọi người trong sòng bạc, nếu đã như vậy, tôi cũng không cần phải giữ thể diện cho các người. Hà Quảng Chí cười lớn, anh cho rằng mình là ai mà đòi giữ thể diện cho chúng tôi. Ha ha ha, nói ra cũng không sợ làm người khác cười đến rụng răng à. Im miệng, Hà Gia Sương trách mắng, nơi này không có chỗ cho cháu nói chuyện. Ông nội, Hà Quảng Chí thu hồi nụ cười, trong lòng cảm thấy không vui. Hà Gia Sương nhìn Lý Dục Thần, hỏi, cậu muốn thế nào? Nếu là sòng bạc, vậy thì cứ tuân theo quy tắc của sòng bạc đi, tránh cho truyền đi nói tôi bắt nạt các người. Tôi sẽ đánh cược một ván với các người, Lý Dục Thần nói. Cậu muốn đánh cược gì? Tôi muốn đánh cược gia sản của mình với ông. Mọi người có mặt đều ngẩn cả người. Không biết ai là người cười trước, nhưng sau đó cả phòng đều phá lên cười. Hà Quảng Chí là người cười rất lớn tiếng. Như thể vừa nghe được một câu chuyện cười buồn cười nhất trên đời. Ngay cả Hà Gia Sương đã ngoài 90 tuổi cũng không nhịn được cười, ho nhẹ một tiếng. Thằng nhóc, anh cho rằng trẻ con đang chơi đồ hàng à? Đánh cược gia sản, ha 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 ha, Hà Quảng Chí chỉ Lý Dục Thần, anh có biết nhà họ Hà có bao nhiêu gia sản không? Để tôi nói cho anh biết, hơn nửa Hào Giang đều thuộc về nhà họ Hà của chúng tôi. Huống chi... Chúng tôi có rất nhiều sòng bạc và cổ phần ở nước ngoài, tùy tiện lấy ra một chút cũng có thể đè chết anh đấy. Lý Dục Thần không để ý đến Hà Quảng Chí, mà chỉ nhìn Hà Gia Sương. Hà Gia Sương ngăn cản đứa cháu trai còn muốn nói chuyện, nói với Lý Dục Thần, tôi biết gần đây cậu Lý mới nổi lên trong nước, cũng đã nghe nói qua rất nhiều chuyện liên quan đến cậu. Một khoảng thời gian ngắn như vậy mà có thể khiến nhà họ Lý có dấu hiệu phục hưng, quả thực không đơn giản. Nhưng nếu muốn đánh cược gia sản với tôi, nếu là nhà họ Lý 20 năm trước thì đương nhiên có thể. Hoặc nếu cho cậu thêm 20 năm nữa thì có thể vẫn còn hy vọng. Nhưng cậu bây giờ... Ông ta mỉm cười lắc đầu, còn lâu mới đủ tư cách. Lý Dục Thần mỉm cười, không đáp lại lời của Hà Gia Sương, thay vào đó, anh lấy điện thoại di động ra và bấm số của Lý Ngôn Thành. Alo, bác trai sao? Cháu là Lý Dục Thần. Ồ. Dục Thần, cháu đã đến Hào Giang chưa? Đã gặp vua sòng bài chưa? Đã gặp được rồi, bác trai. Hiện tại cháu đang ở ngay cạnh vua sòng bài, điện thoại đang mở loa ngoài. Người ở đầu bên kia điện thoại rõ ràng có chút sửng sốt, ồ, như vậy à? Có chuyện gì không? Bác trai, bác đã nói với cháu là cháu có thể tiếp quản toàn bộ tài sản còn lại của nhà họ Lý ở Hương Giang bất cứ lúc nào, ngoại trừ số cổ phần bác để lại cho con cháu, phải không? Ừ, phải, bác đã nói rồi, không vấn đề gì cả. Được, vậy hiện tại cháu muốn cùng vua sòng bài đánh cược tài sản, cháu định dùng toàn bộ tài sản của nhà họ Lý ở Hương Giang để làm tiền đặt cược. Nếu như cháu thắng,
sau này một nửa Hào Giang cũng sẽ thuộc về họ Lý, nếu như cháu thua, nhà họ Lý ở Hương Giang sẽ mang họ Hà. Bác trai, bác không có ý kiến gì chứ? Có sự trầm mặc ở đầu dây bên kia của điện thoại. Mà toàn bộ sòng bạc cũng trở nên vô cùng yên tĩnh. Mọi người đều không ngờ Lý Dục Thần lại đột nhiên lấy ra nhà họ Lý ở Hương Giang, dùng tài sản của Lý Ngôn Thành làm tiền đặt cược để đánh cược với Hà Gia Sương. Có đủ tư cách hay không? Tất nhiên là đủ. Lý Ngôn Thành là người giàu nhất châu Á, Hà Gia Sương là vua cờ bạc của Hào Giang. Bàn về tiền bạc, nhà họ Lý có nhiều tiền hơn nhà họ Hà. Nhưng bàn về thế lực, nhà họ Hà lại nhỉnh hơn một chút. Cả hai đều triệt tiêu lẫn nhau, nếu muốn đánh cược tài sản thì không thể nói rõ ai thua lỗ được. Hà Gia Sương khẽ lắc đầu. Ông ta là vua sòng bài, mười mấy tuổi liền đã lăn lộn trong sòng bạc, cờ bạc là nghề cũ của ông ta, nếu trên thế giới này có người có thể đánh bại ông ta trên bàn đánh bạc thì ông ta sẽ không có được thành tựu như ngày hôm nay. Tất nhiên, ông ta rất ít khi tự mình ra sân, cũng không cần thiết phải làm vậy. Tinh túy của đánh bài không nằm ở kỹ năng chơi bài, không nằm ở chỗ tốc độc nhanh tay hay tai mắt nhanh nhạy, mà nằm ở tình hình, sự quyết đoán và quy tắc. Người chiến thắng thực sự không bao giờ là một tay mê cờ bạc. Chỉ những người nắm vững quy tắc mới xứng đáng được gọi là vua sòng bài. Ông ta là vua sòng bài duy nhất ở Hào Giang. Ai lại ngu ngốc đến sòng bạc nhà họ Hà ở Hào Giang để đánh cược tài sản với Hà Gia Sương chứ? Hà Gia Sương không tin Lý Ngôn Thành sẽ đồng ý, trừ khi Lý Ngôn Thành bị điên rồi. Nhưng sự yên lặng của đầu dây bên kia điện thoại di động lại khiến ông ta nảy sinh chút bất an. Vấn đề đơn giản như vậy, tại sao Lý Ngôn Thành lại phải do dự chứ? Tại sao không trực tiếp từ chối? Ánh mắt của ông ta nhìn về phía Lý Dục Thần có chút nghi hoặc. Thời gian dường như ngưng lại, không ai cử động hay lên tiếng, mọi người đều đang chờ đợi câu trả lời ở đầu dây bên kia điện thoại. Mọi người đều có thể nghe thấy tiếng tim đập của chính mình, tiếng thở của những người bên cạnh, còn có âm thanh điện lưu rất nhỏ phát ra từ điện thoại di động. Loại âm thanh này tuyệt đối không thể nghe được trong thời gian bình thường. Có thể là 10 giây, có thể là 1 giờ. Có thể là một thế kỷ. Không ai biết đã qua bao lâu. Sự yên lặng cuối cùng cũng bị phá vỡ, đầu dây bên kia điện thoại truyền đến giọng nói của Lý Ngôn Thành. Có thể. Xôn xao, hiện trường có chút xôn xao, ngay cả vua sòng bài có mặt ở đây nhưng cũng không thể kìm nén được sự khiếp sợ trong lòng mọi người. Đây không còn là đánh bài thông thường nữa, đây là một cuộc đánh cược chưa từng có. Một canh bạc lớn giữa vua Hào Giang và vua Hương Giang. Người trẻ tuổi trước mặt này điên rồi. Lý Ngôn Thành của Hương Giang cũng điên rồi. Bây giờ phải nhìn xem liệu Hà Gia Sương có điên theo hay không. Lý Dục Thần cúp điện thoại, nhìn về phía Hà Gia Sương, hỏi, ông Hà, thế nào, tiền đặt cược này đã đủ chưa? Lần này, đến lượt Hà Gia Sương trầm mặc. Lý Ngôn Thành lại thực sự đồng ý. Ông ta lại nhìn về phía Lý Dục Thần một lần nữa, rốt cuộc người trẻ tuổi này đã nắm được nhược điểm gì của nhà họ Lý ở Hương Giang, hay trên người có thứ gì đó có thể khiến Lý Ngôn Thành được ăn cả ngã về không? Tại sao ông cụ lại dám đặt cược như vậy? Ngay từ đầu, Hà Gia Sương đã muốn từ chối. Với quyền thế và sự giàu có hiện tại của nhà họ Hà, không cần thiết phải mạo hiểm như vậy. Ông ta hoàn toàn có thể dùng biện pháp đơn giản nhất để bóp chết đối phương. Nhưng cuộc điện thoại của Lý Dục Thần này đã khiến Hà Gia Sương cưỡi lên lưng cọp rồi thì khó mà leo xuống. Lý Ngôn Thành đồng ý, đây đã không còn là chuyện của Lý Dục Thần nữa mà đã trở thành chuyện của nhà họ Hà và nhà họ Lý. Nếu ông ta không đánh cược thì chẳng khác nào thừa nhận thất bại. Sau này sẽ không thể ngẩng cao đầu trước mặt nhà họ Lý ở Hương Giang. Hà Gia Sương trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cũng gật đầu nói, được. Bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng, như thể hai đội quân đang đối đầu nhau, dương cung bạt kiếm, sát khí tràn ngập chiến trường. Chấm. Trong khu biệt thự cao cấp của Vịnh Thâm Thủy ở Hương Giang, Lý Ngôn Thành đứng trước cửa sổ trong suốt sát đất, nhìn màn đêm bên ngoài cửa sổ trong trạng thái xuất thần. Phía sau lưng ông cụ, con trai cả Lý Triệu Phong, hiện tại cũng là gia chủ của nhà họ Lý ở Hương Giang, đứng khoanh tay. Cảm thấy có chút bất an khi nhìn tấm lưng ngày càng còng của bố mình. Bố,
Tại sao lại phải đồng ý với cậu ta? Không đồng ý thì có thể làm gì? Lý Ngôn Thành nói, cậu ta ở ngay trước mặt Hà Gia Sương gọi điện thoại, còn mở loa ngoài, bố có thể không đồng ý sao? Đây là một người thông minh, cậu ta đang thử xem lời nói của bố có phải thực sự hay không, cũng muốn đặt bố và Hà Gia Sương trên lửa nướng mà thôi. Vậy lỡ như cậu ta thua thì sao? Lý Triệu Phong lo lắng hỏi, chẳng lẽ bố thực sự mang hết gia sản mà bố đã vất vả tích góp mấy chục năm cho nhà họ Hà ư? Nếu như thắng thì sao? Lý Ngôn Thành nói. Lý Triệu Phong hơi sửng sốt, làm sao có thể? Ở trong sòng bài của Hào Giang, ai có thể thắng được Hà Gia Sương? Lỡ như thắng thì sao? Lý Ngôn Thành nói. Bố, cách hành xử này không giống bố. Bố từng dạy chúng con không được kiếm đến đồng xu cuối cùng. Bố còn nói khi đầu tư nhất định phải từ bỏ việc đánh cược, quay trở về với lý trí. Bình thường bố ghét nhất việc đánh bạc, tại sao lần này? Lý Triệu Phong có chút nôn nóng nhìn người bố già của mình. Lý Ngôn Thành đột nhiên cười, Triệu Phong, con có biết tại sao bố chọn con làm người nối nghiệp không? Đó là bởi vì con rất cẩn thận, không đợi Lý Triệu Phong trả lời, Lý Ngôn Thành tiếp tục nói, em trai con rất nghiện đánh cược, dễ thắng nhưng cũng dễ thua. Nó có thể phát triển giang sơn, nhưng lại không thể giữ được. So sánh với nó thì con không thể phát triển bằng nhưng con có thể giữ vững được. Ở phương diện này, con mạnh hơn nó rất nhiều. Đối với một gia tộc, việc giữ vững sự nghiệp quan trọng hơn nhiều so với việc phát triển. Cho nên, bố đã chọn con làm người nối nghiệp. Lý Triệu Phong không biết tại sao bố lại đột nhiên nhắc tới chuyện này, nhất thời im lặng một lúc. Có thể các con đều cảm thấy nhà họ Lý ở Hương Giang đã đủ giàu có, đủ cường đại rồi, Lý Ngôn Thành xoay người lại, mỉm cười lắc đầu, nhưng các con không biết nhà họ Lý thực sự có bao nhiêu cường đại và lớn mạnh đến mức nào. Bố, ý của bố là... Trong đầu Lý Triệu Phong xoay chuyển rất nhiều suy nghĩ, dường như hiểu được điều gì đó, nhưng lại giống như không hiểu. Lý Ngôn Thành lại không tiếp tục nói nữa, mà nói... Con có nghĩ đến việc nếu như Dục Thần thắng thì Hào Giang sẽ mang họ Lý không? Hà Gia Sương sẽ nhận lời sao? Lý Triệu Phong có chút không tin. Đây chính là điểm thông minh của Dục Thần. Cậu ta gọi điện thoại cho bố, nếu Hà Gia Sương không nhận thì liệu ông ta còn mặt mũi đi vòng quanh Hào Giang không? Nhưng, nếu như thua thì chẳng phải nhà họ Lý ở Hương Giang sẽ mang họ Hà sao? Đến lúc đó, chúng ta phải làm thế nào đây? Thua à? Lý Ngôn Thành nghiêng đầu nhìn qua cửa kính về phía Bắc, vậy chúng ta đi thủ đô thôi. Chấm. Thái Hòa Trung ngồi ở cuối bàn đánh bài với vẻ mặt ngưng trọng. Hiện tại, tất cả áp lực đều đè nặng trên người ông ta. Số phận của nhà họ Hà đều đặt trên tay ông ta. Đương nhiên ông ta cũng không hề sợ hãi. Ông ta không có lý do gì để sợ hãi. Cả đời đã trải qua vô số ván cờ bạc. Chưa thất bại lần nào. Bàn về đánh bài, ông ta chỉ phục một người, đó chính là vua sòng bài Hà Gia Sương. Nhưng Hà Gia Sương đã già rồi. Hơn nữa bàn về thiên thuật, ông ta tự tin ngay cả khi Hà Gia Sương ở thời kỳ đỉnh cao thì cũng không thể bằng ông ta. Bởi vì ông ta không chỉ là vua sòng bài, ông ta còn là thiên vương, là tông sư của thiên môn. Ông ta liếc nhìn Lý Dục Thần ở đối diện. Khuôn mặt điển trai, đôi mắt trong suốt, nụ cười tự tin. Trông giống mình 10 năm trước. Có lẽ cũng có vài phần năng lực nào đó, nhưng đáng tiếc đã vào nhầm nơi đánh cược, chọn sai đối tượng. Trong mắt Thái Hòa Trung trở nên háo hức khi nhớ đến tiền đặt cược của nhà họ Lý ở Hương Giang. Trong trận chiến này, danh hiệu vua sòng bài chỉ sợ sẽ thay đổi. Hà Gia Sương cũng đã đến lúc về hưu rồi. Trong khi Thái Hòa Trung đang suy nghĩ, Lý Dục Thần ngồi đối diện lên tiếng. Ông Thái, tôi muốn tăng tiền cược. Thái Hòa Trung hơi sửng sốt. Cậu đã đánh cược toàn bộ tài sản, còn có thể dùng cái gì để tăng thêm tiền đặt cược? Ồ, trước tiên tôi xin chỉnh lại cho đúng một chút, tôi chỉ đặt cược tài sản của nhà họ Lý ở Hương Giang, cũng chưa dùng đến toàn bộ tài sản của tôi, Lý Dục Thần nói. Cậu, Thái Hòa Trung muốn phản bác. Nhưng lời nói dường như lại không có gì sai cả. Hà Gia Sương ngồi ở trên ghế sofa cách đó không xa, ngược lại rất bình tĩnh, trên khuôn mặt phong trần không nhìn ra vui buồn hay tức giận. Vậy cậu muốn tăng tiền cược thế nào? Thái Hòa Trung hỏi.
Tôi và ông Hà đánh cược tài sản của chính mình, còn hiện tại phần thêm vào là giữa tôi và ông, Lý Dục Thần nói. Thái Hòa Trung nheo mắt lại, như thể muốn nhìn rõ xem rốt cuộc sự tự tin của đối thủ đến từ đâu. Giữa tôi và cậu, ha 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 ha, ông ta cười lớn, được, cậu nói đi, muốn thêm gì nữa? Một bàn tay, hoặc tung tích của Giang Long Huy. Thái Hòa Trung nhíu mày. Đây là loại cá cược gì? Không phải ông thích chặt tay sao? Vậy thì đánh cược một tay đi. Đương nhiên, ông cũng có thể chọn không chặt tay, chỉ cần nói ra tung tích của Giang Long Huy là được. Nhưng ông tuyệt đối đừng gian lận, nếu gian lận mà bị tôi bắt được thì 1+1=2, phải chặt cả hai tay. Thái Hòa Trung cười lạnh, hừ, thằng nhóc, tốt nhất là cậu cẩn thận tay của mình đi. Cậu muốn chơi cái gì? Bài poker, xúc xắc, hay là mạt trược? Lý Dục Thần nhìn về phía Mã Sơn và hỏi, anh Mã Sơn, vừa rồi các người chơi cái gì vậy? Bài xì tố. Vậy thì chơi xì tố đi. Thái Hòa Trung gật đầu, bảo người mang hai bộ bài đến, đặt lên bàn, nói với Lý Dục Thần. Cậu kiểm tra bài đi. Không cần. Cậu không sợ bài của tôi có vấn đề sao? Không sợ. Lý Dục Thần trả lời đơn giản mà chắc nịch. Thái Hòa Trung có chút bối rối, anh lấy đâu ra sự tự tin này? Vậy cậu muốn chỉ định ai là người chia bài? Tránh nói tôi và người chia bài thông đồng với nhau. Không cần, tự ông chia bài cũng được, Lý Dục Thần nói. Trong mắt Thái Hòa Trung lóe lên sự lạnh lùng. Đây không còn là sự tự tin nữa, đây quả thực là đang làm nhục. Đương nhiên ông ta không thể tự mình chia bài, nếu làm như vậy thì dù có thắng cũng sẽ bị người khác chê cười. Cậu chia bài, Thái Hòa Trung chỉ vào Hứa Chí Thắng nói. Hứa Chí Thắng liếc nhìn Lý Dục Thần, lặng lẽ đi đến bàn đánh bài, lấy ra một bộ bài, dùng tay trải ra, trải bài poker ngay ngắn trên bàn. Mặc dù Lý Dục Thần nói không cần kiểm tra bài, nhưng Hứa Chí Thắng vẫn bày ra một tư thế xin mời, ý bảo, hai vị mời kiểm tra bài. Lý Dục Thần không cử động, Thái Hòa Trung cũng vậy. Ánh mắt của hai người từ đầu đến cuối đều không hề liếc nhìn bài poker trên bàn. Hứa Chí Thắng thu hồi bài poker, bắt đầu xào bài, sau khi xáo bài xong thì chia cho hai người. Lý Dục Thần vẫn không cử động, anh không động, Thái Hòa Trung cũng không động. Cứ như vậy, Hứa Chí Thắng tiếp tục biểu diễn một mình. Xào bài, đảo bài, sau đó chia bài. Lá bài đầu tiên được chia là một lá bài tẩy. Lá bài thứ hai là lá bài mở, Lý Dục Thần là hai tép, Thái Hòa Trung là ách mích. Hai người ngồi ở đó, không ai nhìn vào lá bài tẩy của mình, như thể cả hai đều biết lá bài của mình là gì. Hứa Chí Thắng nói, ách mích nói chuyện. Thái Hòa Trung nói, tiền cũng đã đặt cược, còn có thể nói gì. Ông ta nhìn Lý Dục Thần, thằng nhóc, cậu chỉ có con hai, không bằng nhận thua đi. Nhận thua thì tay cậu sẽ không sao cả. Lý Dục Thần bật cười, ông cũng có thể nhận thua, chỉ cần nói ra tung tích của Giang Long Huy. Có khí phách, da mặt Thái Hòa Trung run lên, nói với Hứa Chí Thắng, chia bài. Hứa Chí Thắng tiếp tục chia bài. Lá thứ ba, Lý Dục Thần ba tép, Thái Hòa Trung ách cơ. Lá thứ tư, Lý Dục Thần bốn tép, Thái Hòa Trung ách rô. Ở lá thứ năm, Hứa Chí Thắng chia ra một lá bài ẩn. Nhưng Lý Dục Thần cũng không nhìn, nói với Hứa Chí Thắng, anh mở ra giúp tôi đi. Hứa Chí Thắng lật mở bài, là một lá năm tép. Thái Hòa Trung lật mở bài, là một lá sáu tép. Ông ta khẽ cười nói, xin lỗi, sáu tép của cậu ở trong tay tôi. Thật đáng tiếc, hai đồng hoa thiếu đi một, cậu chỉ còn lại một cơ hội để lấy được ách tép. Lý Dục Thần không nói gì. Cục diện những lá bài trên bàn bây giờ rất có ý tứ, giống như trong phim vậy. Lý Dục Thần có đồng hoa 2, 3, 4, 5 tép, nhưng lá 6 tép lại nằm trong tay Thái Hòa Trung. Lá bài của Thái Hòa Trung có 3 con A. Những gì còn lại là những lá bài tẩy. Ai có được lá bài ách tép trong tay thì người đó nhất định sẽ thắng. Ách tép ở trong tay Lý Dục Thần chính là thùng phá sảnh lớn. Ở trong tay Thái Hòa Trung chính là bốn con A. Nhưng nếu cả hai đều không có ách tép thì còn tùy vào lá bài tẩy của Thái Hòa Trung có phải là 6 hay không. Nếu là 6 thì chính là full house, Thái Hòa Trung thắng.
Nếu như không phải 6 thì chỉ có 3 con A, lá bài tẩy của Lý Dục Thần chỉ cần là quân 6 của bất cứ màu nào thì cũng đều có thể tạo thành thuận tử, có thể giành chiến thắng. Trò chơi bài bạc đã đến nước này, thật ra thì thắng thua đã định, chỉ là vẫn chưa công bố mà thôi. Bầu không khí tại hiện trường vô cùng căng thẳng. Mọi người đều nín thở, chờ đợi khi lá bài tẩy lộ diện. Chỉ có Mã Sơn lẩm bẩm, con mẹ nó, lá bài này cứ như đóng phim vậy. Cha Na Lệ nhẹ nhàng kéo anh ta, ra hiệu anh ta nhỏ tiếng một chút, không muốn ảnh hưởng đến Lý Dục Thần, nhỏ giọng nói, đừng nhìn bọn họ không động vào lá bài, ngay từ đầu bọn họ đã đọ sức với nhau, đều đã chọn ra lá bài tốt nhất, cho nên mới xuất hiện những cảnh tượng như trong phim. Ai nắm giữ lá ách tép trong tay, Mã Sơn hỏi. Cha Na Lệ lắc đầu, tôi cũng không biết. Hai người nhìn về phía bàn đánh bài. Lý Dục Thần vẫn ngồi ở đối diện Thái Hòa Trung, không hề nhúc nhích. Mồ hôi túa ra trên trán Hứa Chí Thắng. Với tư cách là quản lý cấp cao của sòng bạc, anh ta tự nhận mình chỉ đứng sau Thái Hòa Trung về kỹ năng đánh bài. Với tư cách là người chia bài, anh ta thật ra cũng không biết rốt cuộc lá bài tẩy của hai người này là gì. Vốn dĩ mọi chuyện không nên như vậy, chỉ có một mình anh ta là người xào bài và đảo bài, anh ta biết rõ thứ tự của toàn bộ bộ bài. Nhắm mắt lại anh ta cũng biết được mỗi lá bài được chia là gì. Nhưng vấn đề là hiện tại mỗi lá bài trên mặt bàn đều không giống với những gì anh ta nghĩ. Hứa Chí Thắng có thể khẳng định có người đã đổi bài. Anh ta không biết đó là ai, cũng không biết đã đổi từ lúc nào, có phải vào thời điểm xào bài không? Hay là lúc đảo bài? Hoặc là khi chia các lá bài không? Hứa Chí Thắng cảm thấy kỹ năng đánh bài của mình trở nên yếu kém trước mặt hai người này. Thái Hòa Trung nhìn lá bài trên mặt bàn, cười lạnh, thế nào, cậu Lý, có muốn nhận thua hay không? Bây giờ nhận thua vẫn chưa muộn đâu, chỉ cần cậu nhận thua thì không cần chặt tay, cứ mang theo danh sách tài sản của ông Lý ở Hương Giang đến đây là được. Đương nhiên, nếu hai người bạn kia của cậu gian lận thì tay của bọn họ vẫn phải để lại. Lý Dục Thần khẽ mỉm cười, đột nhiên đứng lên. Tất cả mọi người đều cho rằng anh thực sự sẽ nhận thua. Trên mặt Hà Gia Sương cuối cùng cũng lộ ra vẻ thoải mái. Hà Quảng Chí chỉ bật cười, ha ha ha, nếu sớm biết như thế, ban đầu sao phải làm vậy? Ha ha ha, từ nay về sau, nhà họ Lý ở Hương Giang sẽ mang họ Hà, nhà họ Hà của chúng tôi từ này sẽ thống trị Hào Giang và Hương Giang, toàn bộ Đông Nam Á cũng không có ai là đối thủ của chúng tôi. Hà Gia Sương theo bản năng cảm thấy những gì cháu trai mình nói có gì đó không ổn. Nhưng vừa nghĩ tới tài sản của nhà họ Lý ở Hương Giang đột nhiên thuộc về mình, trong lòng nhất thời nhảy dựng lên, sự ngạc nhiên mừng rỡ lấn át tất cả. Ngay cả cha Na Lệ cũng cho rằng Lý Dục Thần nhận thua, cảm thấy lo lắng và mất mát, không tự chủ kéo tay của Mã Sơn lại. Chỉ có Mã Sơn là không quan tâm chút nào, anh ta biết Lý Dục Thần không thể nào nhận thua. Trên đời này không có gì có thể khiến người anh em này của mình nhận thua. Làm sao một người không bị trăm tia sấm sét đánh chết, ngay cả ông trời cũng không chịu thu nhận lại có thể nhận thua trên bàn đánh bài. Tôi cũng cho ông một cơ hội nhận thua, Lý Dục Thần đột nhiên nói, nếu như hiện tại ông nhận thua thì chỉ cần nói cho tôi biết tung tích của Giang Long Huy. Ngoài ra, những thứ khác tôi sẽ không so đo tính toán. Tôi cũng không cần gia sản của nhà họ Hà. Nói xong, anh liếc nhìn Hà Gia Sương, ông Hà. Thật ra tôi đến đây cũng không phải để phá hoại việc kinh doanh của nhà họ Hà. Mục đích chính của tôi là tìm Giang Long Huy. Ông cứ suy nghĩ lại đi. Hà Gia Sương hơi sửng sốt một chút, rơi vào trầm tư. Nếu như chỉ muốn tìm tung tích của Giang Long Huy, tránh đẩy nhà họ Hà vào tình thế sinh tử thì quả thực là một cuộc giao dịch tốt. Điều duy nhất phải trả giá chỉ là chủ động nhận thua, vứt bỏ thể diện. Nhưng như này trông giống như trộm gà không được còn mất nắm gạo vậy. Không chỉ có Hà Gia Sương nghĩ như vậy, tất cả mọi người đều nghĩ như vậy, ngoại trừ Mã Sơn, ai cũng đều cho rằng Lý Dục Thần đang trộm gà. Hà Quảng Chí nói, ông nội, đừng để bị cậu ta lừa, cậu ta đang lừa ông trộm gà đấy. Sau đó lại tức giận hét lên, họ Lý kia, cậu có biết xấu hổ không hả? Không chịu thua, không dám mở bài. Muốn gian lận sao, nói cho cậu biết, không có cửa đâu. Nếu cậu có gan thì mở bài, không có gan thì làm theo những gì bác Trung nói, quỳ xuống nhận thua, chúng tôi sẽ không chặt tay cậu.
nhưng tài sản của nhà họ Lý ở Hương Giang, cậu nhất định phải lấy ra. Nói như vậy là các người không chịu nhận thua, Lý Dục Thần hỏi. Thái Hòa Trung liếc nhìn Hà Gia Sương, trong lòng cảm thán, vua sòng bài thực sự đã già rồi, vậy mà lại do dự vào lúc này. Đối phương rõ ràng đã hết bản lĩnh, muốn dùng thủ đoạn này để ăn trộm gà. Lúc này nhận thua, cho dù không tổn thất tài sản thì nhà họ Hà cũng mất hết mặt mũi, chưa kể sau này bị nhà họ Lý ở Hương Giang áp đảo, cho dù ở Hào Giang thì bọn họ cũng không còn vững mạnh như trước nữa. Mặc dù Thái Hòa Trung phải thừa nhận kỹ năng đánh bạc của Lý Dục Thần rất lợi hại. Ngay cả ông ta cũng không biết lá bài tẩy của Lý Dục Thần là gì. Nhưng điều đó không quan trọng, bởi vì lá bài tẩy của ông ta là ách tép. Chỉ cần ách tép ở trong tay, cho dù Lý Dục Thần có thế nào cũng không thể thắng được. Thái Hòa Trung rất sợ vua sòng bài đồng ý, vội vàng nói, Lý Dục Thần, cậu đừng mơ mộng hão huyền nữa, mở bài đi. Lý Dục Thần gật đầu nói, được, nếu các người không cần cơ hội này, vậy thì mở đi. Nhưng anh vẫn đứng ở đó không nhúc nhích, nhìn về phía Hà Quảng Chí, cậu Hà, hay cậu giúp tôi mở lá bài tẩy này đi. Ông Thái, ông không phản đối chứ? Thái Hòa Trung luôn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng ông ta có thể nói gì đây? Chắc cũng không đến mức nghi ngờ Hà Quảng Chí và Lý Dục Thần thông đồng với nhau để chiếm đoạt tài sản của nhà họ Hà đấy chứ? Hà Quảng Chí đã sớm ngứa ngáy trong lòng, muốn biết lá bài tẩy là gì. Khi nghĩ đến việc mình sẽ mở lá bài tẩy trong canh bạc thế kỷ này, đồng thời nghĩ đến cảnh công bố toàn bộ tài sản của nhà họ Lý ở Hương Giang sẽ thuộc về nhà họ Hà, anh ta cảm thấy vô cùng phấn khích. Một khi lá bài này được tiết lộ, địa vị của anh ta trong gia tộc chắc chắn sẽ tăng lên, trở thành một ứng cử viên nặng ký nối nghiệp vua cờ bạc trong tương lai. Hà Quảng Chí thậm chí còn không thèm trưng cầu ý kiến của Thái Hòa Trung, trong mắt anh ta, Thái Hòa Trung chỉ là một con chó do nhà họ Hà nuôi, chỉ là hung dữ và lợi hại hơn những con chó khác một chút, cuối cùng vẫn chỉ là một con chó mà thôi. Hà Quảng Chí bước đến trước bàn đánh bài, nhấc lá bài tẩy được chia cho Lý Dục Thần lên. Tuy nhiên, khi nhìn thấy lá bài tẩy, biểu cảm trên mặt anh ta lập tức cứng đờ. Lá bài tẩy bất ngờ lại là một lá ách tép. Sao có thể? Hà Quảng Chí còn đang ngẩn người, Thái Hòa Trung lập tức đứng dậy. Không thể nào, ách tép rõ ràng đang ở chỗ của tôi, sao lại chạy đến chỗ của cậu được? Cậu gian lận, Thái Hòa Trung chỉ vào Lý Dục Thần nói. Lý Dục Thần nhún vai một cái, xòe hai tay ra, bài là bài của các người, người chia bài cũng là người của các người, ngay cả lá bài tẩy cũng là do cậu Hà mở giúp tôi. Từ đầu đến cuối, tôi đều không chạm qua bài. Ông nói tôi gian lận. Xin hỏi, tôi gian lận bằng cách nào? Chẳng lẽ cậu Hà giúp tôi đổi bài sao? Ông nói lá bài tẩy của mình cũng là ách tép, vậy tại sao không mở ra xem thử đi? Nếu như có hai lá ách tép, điều đó có nghĩa là lá bài của các người có vấn đề, chẳng phải tôi cũng có thể cho rằng sòng bài của các người có gian lận sao? Lý Dục Thần liếc nhìn lá bài tẩy vẫn còn đang đặt trên bàn trước mặt Thái Hòa Trung, ông Thái, sao ông không mở bài? Thái Hòa Trung đứng ở đó, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, ngực phập phồng, không biết là đang tức giận hay đang hối hận. Ông ta nhìn chằm chằm Lý Dục Thần, trong mắt tràn đầy sát khí. Nhưng Lý Dục Thần lại rất bình tĩnh, không giống như vừa trải qua một ván bài nguy hiểm, chỉ bình tĩnh đứng đó chờ đợi. Không khí trong phòng lại rơi vào trạng thái cứng đờ và khẩn trương một lần nữa. Hà Gia Sương chống gậy đứng dậy khỏi ghế sofa nói, Hòa Trung, nhận thua đi. Một tiếng này khiến mọi người trong sòng bạc kinh ngạc khó hiểu. Mặc dù ván bài đã được công bố, lá bài tẩy của Lý Dục Thần là quân ách, cho dù lá bài của Thái Hòa Trung là gì đi chăng nữa thì cũng thua thôi. Nhưng mọi người rất khó tin, vua sòng bài Hào Giang đổi chủ chỉ sau một đêm. Khuôn mặt gần trăm tuổi của Hà Gia Sương đầy nếp nhăn tang thương, cho thấy tuổi tác của ông cụ. Tuy nhiên, khi ông cụ đứng đó, sống lưng vẫn thẳng, toàn thân vẫn rất có khí thế. Căn bản không hề sa sút tinh thần khi đã thua sạch gia sản. Khi Thái Hòa Trung cảm nhận được tinh thần của vua sòng bài, cuối cùng cũng hiểu được tại sao Hà Gia Sương là vua sòng bài, còn mình chỉ có danh hiệu thiên vương. Thái Hòa Trung thở dài một hơi, nói, được, tôi nhận thua. Ông nội, Hà Quảng Chí không thể tin được nhìn ông nội từng kiêu ngạo của mình.
Nếu đã ra ngoài lăn lộn thì sớm muộn gì cũng phải trả lại, Hà Gia Sương nói một câu, sau đó nhìn về phía Lý Dục Thần, cậu bảo Lý Ngôn Thành ngày mai phái một đội tài vụ đến Hảo Giang đi. Dứt lời, ông cụ chống gậy, cũng không cần người đỡ, thẳng lưng một cách quật cường và bướng bỉnh đi đến cửa. Hà Quảng Chí đột nhiên hét lớn một tiếng, các người còn đứng ngây ra đó làm gì, bắt tên họ Lý này lại cho tôi. Lúc này hai cấp dưới mới phản ứng lại, hai đại tông sư, mấy chục vệ sĩ mang theo vũ khí đã bao vây căn phòng. Dừng tay. Hà Gia Sương quay người lại, gõ mạnh cây gậy của mình xuống đất. Các người đang làm gì vậy? Hà Gia Sương tôi không phải người tốt lành gì, đã tung hoành ở Hào Giang 80 năm, làm đủ thứ chuyện xấu, nhưng tôi chưa bao giờ lật lọng chuyện cờ bạc. Ông lão trông rất tức giận, gương mặt già nua căng đến mức đỏ bừng, không ngừng ho khan. Một người giống như quản gia đi tới đỡ ông ta, nhẹ nhàng vỗ cụ ông ta, lão gia, ông đừng nóng giận. Tôi có thể không tức giận sao, Hà Gia Sương giận dữ nói, đã đánh cược thì chấp nhận chịu thua. Nếu ngay cả điểm này mà cũng không làm được thì không xứng mang họ Hà. Không phải chỉ có mấy sòng bạc thôi sao? Không có thì người nhà họ Hà sẽ chết đói à? Khi ông lão nổi giận, người trong phòng đều câm như hến, mà ngay cả hai vị tông sư cũng bị khí thế của ông ta trấn áp, lùi sang một bên. Hà Quảng Chí tức giận nhưng không dám nói gì, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe ông lão khiển trách. Lời nói của ông lão khiến Mã Sơn cảm thấy rất hợp tính. Cảm thấy có chút đồng cảm, đáng tiếc tuổi tác đã quá lớn, nếu không thì có thể kết bạn. Lý Dục Thần đi đến bên cạnh Mã Sơn và cha Na Lệ, xoay người nói, được rồi, các người đã thua, mọi thứ ở đây đều thuộc về tôi, anh em của tôi đều là người một nhà. Nếu người mình đánh bài tại sân nhà thì đương nhiên không cần chặt tay, đúng không? Không ai phản bác lời nói của anh, lúc này còn ai quan tâm đến tay của Mã Sơn và cha Na Lệ nữa. Hiện tại, sòng bài Hào Giang quan tâm đến việc mất đi nhà họ Hà thì bọn họ sẽ đi về đâu? Lý Dục Thần nói xong thì lại lấy điện thoại di động ra, bấm số của Lý Ngôn Thành. Cháu đã thắng, anh chỉ nói ba chữ. Đầu dây bên kia điện thoại lại im lặng, sau đó chỉ hồi âm một chữ, tốt. Mặc dù chỉ có một chữ, nhưng Lý Dục Thần có thể nghe ra được sự kích động của Lý Ngôn Thành. Khi Lý Dục Thần gọi điện thoại, Hà Gia Sương chưa rời đi. Cũng không nói gì, chỉ quật cường đứng ở đó, giống như một vị tướng bại trận trên chiến trường, cho dù có chết cũng vẫn đứng vững trên chiến trường. Lý Dục Thần liếc nhìn ông ta một cái, cũng không khỏi có chút khâm phục. Ông lão này không đơn giản. Lúc này, trong đầu anh nảy ra một ý tưởng. Giành được tài sản của nhà họ Hạ chắc chắn sẽ giúp nhà họ Lý gia tăng một khoản tài sản không nhỏ, nhưng chưa chắc có thể tăng thêm được bao nhiêu thế lực. Nếu có thể thu phục lão già này thì chẳng khác nào thu phục toàn bộ Hào Giang. Lý Dục Thần suy nghĩ một chút, sau đó nảy ra một ý tưởng. Sau khi cúp điện thoại, anh chuyển hướng qua Thái Hòa Trung. Bây giờ, đã đến lúc chúng ta thanh toán. Nói cho tôi biết, Giang Long Huy ở đâu? Thái Hòa Trung trầm mặt, cười lạnh nói, cậu cho rằng tôi sẽ nói cho cậu biết sao? Đừng quên vụ cá cược của chúng ta, chọn một trong hai. Chặt tay hoặc nói tung tích của Giang Long Huy, Lý Dục Thần nói, chẳng lẽ ông muốn gian lận à? Hừ, đã đánh cược thì phải chịu thua, Thái Hòa Trung tôi chưa bao giờ lật lọng. Tôi sẽ chặt đứt một bàn tay của mình, sau đó rời khỏi phòng này, cứ như vậy. Dứt lời, ông ta cầm một lá bài poker trên bàn lên, nhẹ nhàng đập nó xuống bàn. Ông ta cắt một góc chiếc bàn dày dễ dàng như cắt đậu phụ. Nhưng trước đó, một luồng khí thế cường đại đột nhiên bộc phát từ trên người Thái Hòa Trung, đôi mắt nhìn chằm chằm Lý Dục Thần tràn đầy sát khí. Hòa Trung, ông muốn làm gì? Hà Gia Sương hỏi. Đây là ân oán cá nhân giữa tôi và cậu ta, không liên quan gì đến nhà họ Hà, Thái Hòa Trung nói. Ý tứ trong lời nói của ông ta rất rõ ràng, chính là muốn giết Lý Dục Thần. Mã Sơn tiến lên một bước, đứng chắn trước mặt Lý Dục Thần. Hòa Trung, dừng tay, Hà Gia Sương nói, thua cược vẫn có thể quay lại, nhưng nếu đã thua mà còn làm tổn thương người khác thì ông sẽ không còn chỗ đứng trong giới cờ bạc nữa. Hòa Trung, ông còn trẻ. Thái Hòa Trung cười tự giễu, tôi cũng đã 60 tuổi rồi, không còn trẻ nữa, ông ta giơ tay lên, nếu tôi tự chặt đứt một tay, ông cho rằng tôi còn có thể quay lại bàn đánh bài sao?
Hà Gia Sương cau mày nói, Hòa Trung, dù thế nào đi nữa, tôi cũng không cho phép bất cứ ai phá vỡ quy tắc trên địa bàn của tôi. Sau khi rời khỏi đây, tôi sẽ không ngăn cản ông làm bất cứ điều gì, nhưng ở chỗ này, ông không thể động đến cậu ta. Ha 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 ha, Thái Hòa Trung cười lớn, địa bàn của ông, Hà Gia Sương, ông đã không còn địa bàn nữa rồi. Ông quên mình vừa mới thua sạch, toàn bộ Hào Giang đều rơi vào tay Lý Ngôn Thành rồi sao? Ha ha ha, tôi vốn tưởng rằng ông là vua sòng bài, một đời kiêu hùng, kính phục ông, nhưng bây giờ xem ra tôi đã sai. Ông chỉ là một kẻ xấu thiếu quyết đoán mà thôi. Ông đã thua sạch gia sản, vậy mà còn ở đây giữ thể diện. Khi có tiền, ông là vua sòng bài. Không có những sòng bạc này, ông nghĩ mình là ai? Thể diện của ông chẳng có giá trị gì cả. Hà Gia Sương không nói gì, khuôn mặt già nua như đất lạnh đóng băng vào mùa đông, không để lộ bất cứ biểu cảm gì, không ai biết ông ta đang nghĩ gì. Ông ta ngoan cố chống gậy xuống đất, cố chấp ưỡn ngực, nhưng cánh tay cầm gậy hơi run lên, như thể sống lưng đang gánh sức nặng ngàn cân. Hà Gia Sương, ông thua rồi. Ông chẳng còn gì cả, nhưng tôi còn, Thái Hòa Trung hét lớn, tôi trẻ tuổi hơn ông, tôi là tông sư của thiên môn. Ngoài trừ thiên thuật, tôi còn biết giết người mới là sức mạnh thực sự của tôi. Người này, ông ta chỉ vào Lý Dục Thần, là người đứng đầu trong danh sách ám sát, có người ra giá 10 tỷ muốn lấy mạng của cậu ta. Chỉ cần giết cậu ta, 10 tỷ sẽ thuộc về tôi. 10 tỷ trong mắt Hà Gia Sương ông thì chẳng là gì cả. Ha ha ha, đúng vậy, trước đây chẳng là gì cả, nhưng bây giờ, ông đã mất hết tất cả, chỉ vì mặt mũi của mình mà ông lại thiếu quyết đoán đến thế. Bắt đầu từ ngày mai, sòng bài ở Hào Giang sẽ không còn mang họ Hà nữa. Đương nhiên cũng không phải họ Lý. Ha 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 ha, nói đến đây, tôi còn phải cảm ơn cậu ta. Nếu hôm nay cậu ta không đến đây làm ầm ĩ như vậy, muốn đuổi nhà họ Hà ra khỏi Hào Giang thì đúng là chuyện không dễ dàng gì. Sức mạnh tài chính sau lưng Ngân Sa hùng hậu đến mức mấy tập đoàn tài chính từ Las Vegas cũng đến nhưng vẫn không thể đánh bại, chỉ có thể lấy Giang Long Huy ra đàm phán với cậu ta. Hiện tại tốt lắm, nhà họ Lý đến đây kinh doanh, bọn họ không hiểu sòng bạc, làm sao có thể đánh bại Ngân Sa, làm sao đánh bại được ông Edson. Huống chi Lý Ngôn Thành là một thương nhân coi trọng lợi ích, chỉ cần cho ông ta đầy đủ lợi ích thì ông ta nhất định sẽ nhường lại sòng bài. Hà Gia Sương cuối cùng cũng lộ vẻ xúc động, trên mặt hiện ra một tia tức giận, nói, hóa ra ông và Giang Long Huy là cùng một phe. Chẳng trách gần đây phương Tây lại biết hết mọi chuyện về tôi. Hóa ra các người đều đã đầu quân cho phương Tây. Ông là kẻ phản bội. Vậy thì sao? Tôi đối xử với ông không tệ, tại sao ông lại phản bội tôi? Không tệ, ha 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 ha, Thái Hòa Trung cười lớn, ông đối xử với tôi không tệ, nhưng dù tôi có đóng góp bao nhiêu, ông sẽ để lại Bác Hào cho tôi sao? Bởi vì tôi không phải họ Hà, ông chỉ biết giao gia sản cho đám con cháu bất tài của mình thôi. Ông Edson đã hứa với tôi. Chỉ cần nhà họ Hà ngã xuống thì tất cả công việc kinh doanh hiện tại của nhà họ Hà sẽ giao cho tôi điều hành, thậm chí còn chia 30% cổ phần cho tôi. Ông có thể cho tôi những thứ này sao? Có thể cho tôi à? Hà Gia Sương nhắm mắt lại, ngửa mặt lên trời thở dài một hơi. Cuối cùng, tay cũng không còn chịu nổi sức lực cực lớn nữa, buông lỏng tay, cây gậy rơi xuống đất, sống lưng thẳng tắp cũng sụp đổ. Quản gia bên cạnh nhanh chóng đỡ ông ta lên. Bất mãn liếc nhìn Hà Quảng Trí. Là cháu trai nhưng Hà Quảng Trí lại không có ý định bước lên đỡ người, ngược lại trong mắt hiện lên một tia lạnh lùng và hận thù. Không cần đỡ tôi. Hà Gia Sương quật cường hất tay quản gia ra, cả người lảo đảo nhưng vẫn đứng yên. Nói cho tôi biết, cháu gái nhỏ Ái San của tôi ở đâu? Các người đã bắt cóc con bé đi đâu rồi? Ông yên tâm, ông Edson rất thích trẻ con. Chỉ mời cô bé đến làm khách thôi. Cô bé còn được ăn ngon, chơi vui ở Ngân Sa. Sắc mặt Hà Gia Sương trắng bệch, biết cháu gái của mình rơi vào trong tay phương Tây thì sẽ lành ít dữ nhiều. Lý Dục Thần không ngờ nhà họ Hà lại xảy ra chuyện lớn như vậy, xem ra Giang Long Huy đã cấu kết với tập đoàn tài chính nước ngoài của Ngân Sa để chiếm đoạt tài sản của nhà họ Hà và kiểm soát toàn bộ Hào Giang. Giang Long Huy có mối quan hệ mật thiết với Thái Dương Thánh Giáo, vậy tập đoàn Ngân Sa này cũng có liên quan đến Thái Dương Thánh Giáo hay không?
Lý Dục Thần vốn đang tìm kiếm Giang Long Huy, vốn dĩ anh đang lo lắng rằng vua đánh bạc và Thái Hòa Trung không biết tung tích của Giang Long Huy, vì vậy chuyến đi của anh sẽ vô ích. Bây giờ không cần phải lo lắng nữa, bởi vì Thái Hòa Trung và Giang Long Huy đều cùng một phe. Thái Hòa Trung dường như không để Lý Dục Thần vào mắt, anh ta chỉ liếc nhìn Mã Sơn đang đứng trước mặt vài lần và cười. Khẩy, nghe nói cậu rất giỏi chiến đấu, Mạc Trình Hoành, Trần Thiên Hữu, Trúc Đại Sinh đều bại dưới tay cậu, tuổi còn trẻ mà đã có thể đánh như vậy, nếu được bồi dưỡng tốt, tương lai sẽ là một tông sư, thậm chí đạt được võ hồn đại thành cũng không phải không có khả năng. Thật đáng tiếc, cậu đã gặp tôi, biết cái gì gọi là tông sư thiên môn không? Thái Hòa Trung tùy ý lật tay lên. Trong tay có một lá bài, búng nhẹ đầu ngón tay, lá bài bay ra, xuyên qua bàn. Đánh bài, cuối cùng cắm phập vào tường. Trong mắt người bình thường, cảnh tượng này giống như thần kỳ, người đàn ông này chơi bài giỏi quá. Nhưng Mã Sơn biết thủ đoạn này không hề đơn giản chút nào, âm thanh xé gió của lá bài tạo ra một tiếng nổ siêu thanh, và ngay cả không gian cũng có cảm giác như bị xé toạc. Và cuối cùng, toàn bộ lá bài biến mất vào trong bức tường không phải làm bằng giấy, mà là một bức tường đá cẩm thạch. Đối với chiếc bàn gỗ nguyên khối, dài 2 mét, dọc theo đường giữa xuất hiện một vết nứt mỏng. Chiếc bàn vẫn còn đó, nhưng Mã Sơn biết rằng chỉ cần một cú chạm nhẹ, chiếc bàn sẽ gãy làm đôi và vỡ thành từng mảnh. Thủ đoạn tưởng chừng đơn giản này, e là các tông sư bình thường cũng không làm được, ít nhất thì Mã Sơn cũng không làm được, cho dù thay lá bài bằng dao nhọn, hiệu quả cuối cùng mà anh ta tạo ra cũng sẽ không dễ dàng và thoải mái như Thái Hòa Trung. Cậu có thể bắt được lá bài này không? Thái Hòa Trung tự tin cười nói, không bắt được thì đầu hàng đi, đi theo tôi cam đoan cậu sẽ không bị thua thiệt, hà cớ gì phải đi theo tên nhóc ẻo lả này lặn lộn chứ? Mã Sơn bỗng nhiên bật cười. Đầu hàng, ha 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 ha, trong từ điển của ông nội không có hai chữ đầu hàng. Họ Thái kia, tôi thấy anh đúng là Thái đó, chỗ chúng tôi có một người gọi là Thái Đầu, trước đây cũng điên cuồng như anh, nhưng sau khi bị đánh vài lần thì đã trở nên thành thật rồi, hiện tại theo tôi lăn lộn, cũng lăn lộn không tệ đâu. Như vậy đi, ông nội này cho anh một cơ hội, anh cũng theo tôi đi lăn lộn, không phải anh thích đánh cược sao, Thái Đầu có một trang trại chó ở Hòa Thành, giao cho anh quản lý đó. Anh quản lý thì nhất định sẽ tốt hơn Thái Đầu, không có rào cản ngôn ngữ phải không? Ha ha ha. Trong lời nói của anh ta có rất nhiều lời, Thái Hòa Trung lúc đầu không hiểu, nhưng về sau mới biết anh ta đang mắng mình. Lập tức giận tím mặt. Nhóc con, nếu muốn chết thì tao sẽ thành toàn cho mày, đừng nói là tao không cho mày cơ hội. Thái Hòa Trung lật tay lại, giữa hai ngón tay kẹp một lá bài, tao vừa mới dùng lực hai lá bài, hơn nữa trên người tao mang theo hai bộ bài, tổng cộng có 108 lá bài, đoán xem, nếu tao dùng toàn lực tấn công, mày sẽ bị chia thành bao nhiêu mảnh? Mã Sơn biết lần này Thái Hòa Trung thực sự muốn ra tay nên đã sẵn sàng trận địa chờ đón quân địch. Đột nhiên ta anh cảm thấy bên cạnh có hơi ấm, một bóng người yểu điệu đi tới, đứng cạnh anh ta. Thái Hòa Trung có vẻ hơi sợ cha na. Lệ, nói, cô cha, cô là đệ tử của Mã Thần Nữ, có tương lai tươi sáng. Nhà họ cha ở Nam Dương cũng coi như có nền móng, vậy tại sao lại ở cùng một chỗ với những người như vậy? Không cần anh quản, cha, Na Lệ nói. Cô cha, tôi không phải sợ cô, cũng không sợ nhà họ cha, tôi chỉ vì nể mặt sư môn của cô, nên mới cho cô chút mặt mũi mà thôi. Hàng thuật của Mã Thần Nữ xuất thần nhập hóa, nhưng còn cô thiên phú cao tới đâu, mới học được vài năm, ngoài chơi với mấy con sâu ra, e là cô còn chưa nắm được tinh túy của hàng thuật ấy chứ. Tôi khuyên cô một câu,
đừng để bị lợi dụng mà còn không biết. Một cô gái xuất chúng như cô muốn tìm bạn. Trai, chọn đại một công tử giàu có là được, hà tất gì phải treo cổ trên cái cây. Siêu vẹo này. Phi, Mã Sơn hung hăng. Nhổ một ngụm nước bọt, mày mới là cây vẹo. Cha mày là cây vẹo, ông nội. Mày là cây vẹo, cả nhà mày là cây vẹo. Mẹ kiếp, tổ tiên của mày có phải treo cổ trên cây vẹo không? Nếu không thì cha mày bắn vào cây vẹo rồi nhét vào bụng mẹ. Mày, trong đầu mày toàn là nhựa cây thôi phải không? Lời mắng chửi này khiến Thái Hòa Trung choáng váng ngơ ngác. Anh ta đã từng gặp rất nhiều cao thủ võ đạo trên thế giới, nhưng chưa từng thấy ai giỏi chửi mắng như vậy. Tên này có khác gì một tên lêu lổng đầu đường xó chợ, làm gì có chút phong độ của một cao thủ võ lâm chứ? Cha Na Lệ ở bên cạnh không khỏi bật cười, càng cười càng không nhịn được, sau đó ghé vào người Mã Sơn mà cười đến mức không thể thăng lưng lên được. Muốn chết gà, Thái Hòa Trung nổi giận, anh ta vung tay lên, tám lá bài từ không trung bay ra. Trong cơn thịnh nộ, lần này anh ta không hề kiềm chế sức lực. Anh ta tin rằng Mã Sơn và cha Na Lệ nhất định sẽ bị xé thành từng mảnh. Tim mọi người như thắt lại. Mọi người ở Bắc Hào đều biết Thái Hòa Trung mạnh đến mức nào, họ đều tin rằng Mã Sơn và cha Na Lệ nhất định sẽ chết. Và cảm thấy tiếc cho họ. Khi Thái Hòa Trung toàn lực tấn công, với tám quân bài, ngay cả một tông sư cũng khó có thể toàn thân trở ra. Với sức mạnh xé nát không gian và hơi thở chết chóc, lá bài đã bắn vào Mã Sơn và cha Na Lệ. Mã Sơn phát hiện mình thực sự bất lực. Nếu là mấy lá bài vừa rồi thì anh ta còn có thể liều mạng đấu một chút, nhưng tám lá bài này, anh ta không có cách nào cả. Nhưng trên mặt anh ta không có một tia lo lắng hay sợ hãi, bởi vì anh ta biết Lý Dục Thần ở ngay phía sau anh ta. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 57.